Xin chào mọi người đã đến với Daily Nitcode Challenge. Nếu như các bạn chưa biết thì đây là chuỗi video series mà hàng ngày mình sẽ ra video và giải một bài tập trên Nitcode. Để biết thêm thông tin chi tiết thì các bạn hãy vào danh sách Daily Nitcode Challenge của mình và xem hai video đầu tiên để hiểu được cái cách hoạt động của chuỗi video series này. Ok, xin chào mọi người. Hôm nay chúng ta sẽ đến với giải thuật tiếp theo, đó là giải thuật sắp xếp. Và phần này chúng ta chỉ cover những cái giải thuật đơn giản mà độ phức tạp của nó sẽ là ổn bình. Ok, trong phần này chúng ta sẽ cover 3 giải thuật sắp xếp sau, đó là bubble sort, tức là sắp xếp nổi bọt, insertion sort, tức là sắp xếp chèn, và selection sort, tức là sắp xếp chọn. Đầu tiên chúng ta sẽ học cái nguyên lý của nó trước, sau đó chúng ta sẽ thực hành. Về sau chúng ta chỉ cần nhớ cái nguyên lý của nó là chúng ta có thể thực hành lại được cái bước này mà chúng ta không cần nhớ code sẽ như thế nào và chúng ta không cần phải học thuộc code. Trong phần này thì chúng ta mặc định với nhau rằng khi sắp xếp thì chúng ta sắp xếp mặc định theo thứ tự tăng dần. Đầu tiên vào với giải thuật bubble sort, sắp xếp nổi bọt. Nguyên lý của chúng ta ở đây là khi chúng ta chạy từ đầu đến cuối mảng, khi mà chúng ta gặp hai phần tử đứng cạnh nhau mà phần tử đứng trước nó lại lớn hơn phần tử đứng sau thì chúng ta sẽ đổi chỗ hai phần tử này. Sau mỗi vòng lặp thì cái phần tử lớn nhất của chúng ta sẽ trôi xuống dưới. Tùy cái chiều mà các bạn sắp xếp thì cái phần tử lớn nhất nó sẽ trôi xuống dưới hoặc phần tử nhỏ nhất nó sẽ trôi lên trên. Chính vì vậy mà người ta gọi đây là thuật toán sắp xếp nổi bọt. Chúng ta bắt đầu mô phỏng cái thuật toán nổi bọt này bằng một cái ví dụ cụ thể sau đây. Chúng ta có một mảng có các giá trị là 5, 3, 2, 7, 8, 1, 2. Thì cái thuật toán sắp xếp nổi bọt này nó sẽ chạy như sau. Tại mỗi vòng lặp thì chúng ta sẽ luôn luôn xét hai cái phần tử đứng cạnh nhau. Với vòng lặp đầu tiên thì chúng ta sẽ xét phần tử, hai phần tử đầu tiên. 5 và 3 thì chúng ta là phần tử đứng trước lớn hơn phần tử đứng sau. Thì chúng ta sẽ đổi chỗ. Thì ở đây chúng ta sẽ được một mảng mới khi mà chúng ta đổi chỗ 3 và 5 cho nhau. Tiếp theo chúng ta sẽ đổi tiếp phần tử tiếp theo. Thì đến đây lại phần tử số 2 lại lớn hơn phần tử số 3. Thì chúng ta lại tiếp tục đổi chỗ số 2 và số 5 với nhau. Và đây là kết quả. Tiếp tục chúng ta lại duyệt hai phần tử tiếp theo. Hai phần tử tiếp theo lúc này phần tử đứng trước lại nhỏ hơn phần tử đứng sau. Tức là hợp lệ thì chúng ta bỏ qua. Chúng ta nhảy sang phần tử tiếp theo. Lúc này vẫn là một cặp hợp lệ. Chúng ta lại nhảy sang phần tử tiếp theo. Lúc này 8 lớn hơn 1 phần tử đứng trước lớn hơn phần tử đứng sau, do vậy chúng ta lại thực hiện đổi chỗ. Và đây là kết quả. Tiếp tục chúng ta xét tiếp cặp tiếp theo. 8 lớn hơn 2 phần tử đứng trước lớn hơn phần tử đứng sau. Sau đó chúng ta đổi chỗ. Và đây là mảng kết quả. Như vậy là sau vòng lặp thứ nhất thì cái phần tử lớn nhất của chúng ta sẽ bị trôi xuống dưới. Do vậy mà chúng ta sẽ không cần xét cái phần tử này và những vòng lặp sau nữa. Tiếp đến vòng lặp thứ hai chúng ta lại xét như vòng lặp thứ nhất, phần tử đứng đầu chúng ta lại lớn hơn phần tử đứng sau, thì chúng ta lại tiếp tục đổi chỗ. Tiếp theo đó chúng ta duyệt phần tử tiếp theo. Lúc này cặp tiếp theo 3 và 5 hợp lệ, cặp tiếp theo 5 và 7 hợp lệ, cặp 7 và 1 không hợp lệ do phần tử đứng trước lớn hơn phần tử đứng sau, do vậy chúng ta lại đổi chỗ. Phần tử tiếp theo của chúng ta là 7 và 2, 7 lại lớn hơn 2, chúng ta lại đổi chỗ 2 và 7. Và đây là mảng kết quả của chúng ta sau vòng lặp thứ hai thì chúng ta có 7 là phần tử lớn tiếp theo đã được sắp xếp vào mảng. Như vậy sau hai vòng lặp chúng ta có hai phần tử lớn nhất đã được xếp vào cuối mảng. Tiếp theo vòng lặp thứ ba, 2 nhỏ hơn 3 hợp lệ, ok. 3 nhỏ hơn 5 hợp lệ, ok. 5 lớn hơn 1 chúng ta lại thực hiện đổi chỗ 1 và 5. Và đây là kết quả. Tiếp tục 5 lúc này lớn 2 chúng ta lại đổi chỗ 2 và 5. Lúc này sau vòng lặp thứ 3 thì chúng ta có được phần tử lớn thứ 3, tức là 5. 1, 2, 3 phần tử. Sau vòng lặp thứ 3 chúng ta được 3 phần tử lớn nhất vào phía sau. Với phương pháp tương tự thì sau vòng lặp thứ 4 chúng ta sẽ tìm được phần tử lớn thứ 4, đó chính là số 3, và chúng ta cho nó xuống được vị trí thứ 4 từ dưới lên. Với phương pháp tương tự chúng ta cũng tìm được phần tử lớn thứ 5 để cho vào vị trí tiếp theo. Và với vòng lặp thứ 6 thì chúng ta tìm được phần tử lớn thứ 6. Lúc này thì cái phần tử lớn thứ 7 thì nó mặc định nó đã ở phía bên đầu này rồi. Do chúng ta đã sắp xếp đúng 6 phần tử ở cuối thì mặc định phần tử ban đầu nó sẽ là phần tử nhỏ nhất. Chính vì vậy mà cái phương pháp này chỉ cần n trừ 1 vòng lặp thì có thể là sắp xếp được cái dãy này. Ok, chúng ta có thể thực hành code. Ok, đầu tiên mình có sẵn một cái mảng array theo đúng cái giá trị trong ví dụ của trong slide. Tiếp theo mình sẽ viết một hàm
đặt tên là Bubble Sort. Tiếp theo là một vòng for để duyệt từ đầu đến cuối mạng. Với mỗi vòng lặp thì chúng ta phải set hai phần tử đứng cạnh nhau. Ok. Vì sau mỗi vòng lặp chúng ta tìm được một phần tử lớn nhất ở phía cuối, nên cái phần tử y z của chúng ta chỉ cần chạy đến n trừ y phần tử trừ 1. Tại sao? Tại vì z của chúng ta sẽ xét hai phần tử z và z cộng 1. Do vậy phần tử lớn nhất mà z cộng 1 đó chính là phải thỏa mãn z cộng 1 nhỏ hơn n. Và sau mỗi một vòng lặp thứ y thì chúng ta lại giảm đi một phần tử, thì chúng ta sẽ trừ đi y. Sau đó chúng ta chuyển về đổi dấu, do đó z của chúng ta phải nhỏ hơn n trừ y trừ 1. Như chính là điều kiện này của chúng ta đây. Ok, theo đó thì giải thuật của chúng ta như sau. Nếu như phần tử đứng trước của chúng ta là az lớn hơn phần tử đứng sau là az cộng 1, thì chúng ta sẽ đổi chỗ az và az cộng 1. Ok, như vậy là về cơ bản thì cái thuật toán nổi bọt của chúng ta chỉ là như này thôi. Để có thể nhìn thấy rõ hơn cái hoạt động của cái thuật toán sắp xếp này thì mình sẽ in cái mảng này ra trong mỗi bước thực hiện của nó. Chúng ta sẽ in ra ở mỗi vòng lặp của y. Ok, chúng ta chạy thử với input của đề bài. Ok, kết quả của chúng ta như sau. Với input là như đề bài đây, thì sau vòng lặp thứ nhất thì chúng ta có, nó được sắp xếp số 8 sẽ ở cuối mảng. Sau vòng lặp số 2 chúng ta sẽ được số 7 ở cuối mảng. Số 5, vòng lặp số 2, số 3 sẽ được số 5 ở cuối mảng. Vòng lặp số 4 sẽ được số 3 ở cuối mảng. Số 2 và số 1. Đó chính là cái cách hoạt động của hàm của cái thuật toán bubble sort này. Ok, thuật toán bubble sort này của chúng ta có một cái nhược điểm là nó phải đi duyệt từ đầu đến cuối và so sánh hai phần tử liền kề với nhau. Và lúc nào nó cũng phải kiểm tra nếu như cả cái mảng của chúng ta nó chỉ có đúng một cặp, nó không đúng vị trí thứ tự thôi, thì chúng ta vẫn phải xét tất cả lần lượt các cái bước này. Trong khi đó thì thực ra chúng ta chỉ cần đổi chỗ một lần thôi. Ví dụ như sau. Ok, ví dụ như chúng ta có một cái dãy như sau. 7 thì chỉ có phần tử 7 và 6 này của chúng ta là chưa sắp xếp thôi. Như vậy chúng ta sẽ chạy thử với cái mặt bên này thì xem chương trình sẽ chạy như nào. Ok, chúng ta có thể thấy rằng sau cái bước đầu tiên là cái thuật toán sắp xếp của chúng ta đã sắp xếp thành công rồi, nhưng nó sẽ vẫn chạy đủ 6 bước theo cái thuật toán. Thì ở đây chúng ta có một cái improvement ở đây là nếu như không xảy ra cái sự đổi chỗ, thì tức là cái dãy này nó đã được sắp xếp rồi, nên nếu như có đổi chỗ thì chúng ta mới thực hiện cái bước tiếp theo, còn nếu không thì chúng ta sẽ break ra ngoài. Ở đây chúng ta thêm một cờ để check kiểu boolean là is sorted bằng choose, và cái biến này bằng for khi mà cái sự kiện đổi chỗ được xảy ra, hay khi mà is sorted bằng false. Nếu như cái sự kiện đổi chỗ này không xảy ra thì tức là dãy chúng ta đã được sắp xếp. Ok, thì lúc này chúng ta if is sorted bằng true thì chúng ta break. Ok, chúng ta có thể chạy lại với cái ví dụ vừa rồi. Ok, lúc này nó chỉ chạy hai vòng lặp thôi. Vòng lặp đầu tiên để đổi chỗ hai phần tử cuối cùng này, và vòng lặp thứ hai để xác nhận rằng cái dãy này đã là một dãy tăng. Thì cái improvement này nó sẽ tốt hơn cho cái thuật toán bubble sort này khi chúng ta không phải duyệt một cái dãy mà nó đã sắp xếp rồi.
Ok, chúng ta sẽ đến với thuật toán sắp xếp chèn. Và cái nguyên lý của thuật toán sắp xếp là chèn như sau. Chúng ta chạy từ đầu đến cuối mạng tại vòng ngoặc thứ Y. Chúng ta sẽ coi rằng cái nửa phía bên trái của Y đã được sắp xếp rồi. Thì chúng ta sẽ chèn cái phần tử AI vào cái dãy phía bên trái của nó. Chính vì chúng ta làm lần lượt từ trái qua phải nên lần lượt cái giá trị từ 0 đến y gấp ra đã sẽ được sắp xếp. Ví dụ cụ thể như sau. Ok, với dãy giống y hệt như cái ví dụ trước thì chúng ta sẽ chạy với thuật toán sắp xếp chèn như sau. Đầu tiên thì chúng ta chọn y vào 1 thì chúng ta coi như nó là một dãy đã sắp xếp. Tiếp theo chúng ta chọn đến y bằng 2. Lúc này chúng ta cần phải chèn y vào cái mảng phía bên trái của nó mà nó hiện tại chỉ có một phần tử thôi. Thì 3 chúng ta phải chèn vào dãy 5 như thế nào? Thì chúng ta phải chèn lên trước số 5. Thì chúng ta sẽ được cái kết quả là 3 và 5. Lúc này chúng ta lại chọn đến phần tử số 3. Chúng ta chèn nó vào cái phần phía bên trái của nó xem vị trí nào hợp lý nhất. Thì ở đây chúng ta có thể thấy rằng 2 nhỏ hơn cả 3 và 5 thì vị trí hợp lý của nó là ở phía này. Thì sau khi chèn cái mảng kết quả chúng ta sẽ như sau. 2, 3, 5. Tiếp theo chúng ta duyệt đến cái phần tử thứ tư là 7. 7 chúng ta chèn vào mảng ở phía bên trái của nó như sau. Chúng ta có thể thấy rằng 7 lớn hơn tất cả các phần tử ở trong mảng phía bên trái thì nó chỉ đứng yên như vậy thôi. Và chúng ta không thực hiện biện pháp chèn. Tương tự với phần tử tiếp theo là 8, chúng ta có thể thấy rằng 8 lớn hơn tất cả phần tử bên trái thì chúng ta không cần thực hiện cái công tác chèn vào. Tiếp theo là 1. 1 chúng ta làm sao để chúng ta chèn vào phía bên tay trái này? Chúng ta có thể thấy rằng 1 nhỏ hơn tất cả phần tử bên trái nên nó có sẽ được chèn vào phía đầu. Ok, 1 của chúng ta ở đây và tất cả các cái mảng tất cả phần tử lớn hơn nó sẽ được dịch sang bên phải một đơn vị. Tiếp theo chúng ta duyệt đến phần tử cuối cùng, số 2 và chèn vào phía bên trái của số 2 này. Thì chúng ta thấy rằng cái vị trí thích hợp của nó là ở trước số 3. Thì chúng ta chèn vào trước số 3 và dịch tất cả các cái phần tử sau đó sang phải một đơn vị. Ok, chúng ta thực hành cái thuật toán sắp xếp chèn này. Chúng ta tạo thêm một thuật toán, một function mới tên là insertion sort. Ok, đầu tiên chúng ta cần một vòng for để duyệt y của chúng ta bắt đầu từ 1 cho đến n trừ 1. Vì nếu y bằng 0 thì chúng ta coi như là cái dãy đó đã được sắp xếp rồi. Thì vì vậy chúng ta chỉ xét từ phần tử thứ hai thôi. Và phần tử thứ hai này sẽ là index là 1. Với mỗi phần tử AI chúng ta chèn vị trí tích hợp của AI chính là vị trí G. Chúng ta lưu tạm cái kết quả của cái giá trị của biến y hiện tại là AI bằng AI vào biến tên là AI. Sau đó chúng ta sẽ tìm đến cái phần tử đầu tiên G bằng y trừ 1. Cái phần tử g đầu tiên lớn hơn bằng 0 và phần chừng nào mà AG của chúng ta vẫn lớn hơn AI thì chúng ta sẽ thực hiện lùi nó về sau. Chúng ta thực hiện lùi cái phần tử AG lớn hơn AI về phía bên phải. Khi đó AG cộng 1 của chúng ta sẽ bằng AI. Và tiếp đó chúng ta tiến G lên một đơn vị để chúng ta xét tiếp cái phần tử tiếp theo. Và cuối cùng thì cái phần tử cuối cùng chúng ta gặp được chính là AG cộng 1 chính bằng AI. Cụ thể như sau. Như bài toán của chúng ta thì ví dụ chúng ta chèn sau khi sắp xếp của chúng ta cái đến duyệt đến phần tử số 3 này thì cái dãy của chúng ta là 3 và 5. Thì làm sao để chèn cái số 2 này vào dãy này? Thì chúng ta duyệt từ trái qua phải. Số 2 của chúng ta sẽ đi lần lượt từ trái qua phải. Và cứ gặp một số
lớn hơn thì chúng ta lại chèn vào, chúng ta lại đẩy cái số G này, AG này về bên phải một đơn vị. Xong tiếp theo đó chúng ta đẩy cái số tiếp theo lùi sang phải một đơn vị. Lúc này cuối cùng, phân tử cuối cùng sau khi nó duyệt đến phân tử số 0 là số 3 thì nó trừ trừ sẽ đến âm 1. Vì vậy mà chúng ta phải cộng thêm 1 để thành vị trí A0. Khi mà không còn phân tử nào thỏa mãn thì chúng ta chèn vào cái vị trí J cộng 1 cái giá trị AI này, bởi vì AI lúc đầu chúng ta đã bị lùi sang bên phải, tức là giá trị nó ghi đè vào rồi, nên chúng ta phải tạo ra một biến tạm để chúng ta lưu vào. Lần này chúng ta sẽ thực hiện thuật toán insertion sort. Ok, với input của đề bài là 5327812 thì vòng lặp đầu tiên của chúng ta nó sẽ cho ra kết quả là chúng ta chèn số 3 và số 5 và trước số 5. Tiếp theo chúng ta duyệt đến số 2, chúng ta sẽ chèn số 2 vào mảng 3 và 5. Tiếp theo sẽ duyệt đến số 7. Số 7 của chúng ta do không lớn hơn tất cả số 2, 3, 5 này nên vị trí nó không thay đổi. Tiếp theo số 8. Số 8 của ta cũng lớn hơn tất cả số 2, 3, 5, 7 nên vị trí nó không thay đổi. Tiếp theo đến số 1. Số 1 của chúng ta sẽ lớn hơn, sẽ nhỏ hơn cái nhỏ nhất so với trong cái dãy này. Do vậy là chúng ta chèn 1 vào phía trước. Tiếp theo đến vòng lặp cuối cùng thì chúng ta chèn số 2 vào. Ở đây không in ra cái vòng lặp cuối cùng của chúng ta. Y nhỏ hơn N. Chúng ta thiếu một vòng lặp. Ok, vừa rồi chúng ta code thiếu. Chúng ta đánh nhầm chỗ Y nhỏ hơn N-1. Và rồi chúng ta sửa lại. Thì lúc này cái phân tử 2 cuối cùng sẽ được chèn vào vị trí số 012. Ok, và đây là dãy được sắp xếp. Ok, tiếp đến chúng ta sẽ đến với thuật toán sắp xếp chọn. Thì cái nguyên lý của thuật toán sắp xếp chọn như sau: chúng ta chạy từ đầu đến cuối mảng. Tại vòng lặp thứ Y thì chúng ta sẽ tìm phần tử nhỏ nhất phía bên phải nó, tức là từ vị trí Y cộng 1 đến N-1. Nếu như có một phần tử nhỏ hơn AI thì chúng ta sẽ đổi chỗ cho AI. Thì cái cách này thì vòng lặp thứ Y thì chúng ta sẽ có cái dãy đầu tiên của nó luôn là dãy đã được sắp xếp và ở đúng vị trí. Cái sắp xếp chọn này nó khác so với cái insertion sort, là cái insertion sort của chúng ta vòng lặp thứ Y thì cái mảng từ 0 đến vị trí thứ Y đã được sắp xếp nhưng nó không hoàn toàn chính xác, bởi vì có thể các cái phần tử phía sau nó vẫn còn nhỏ hơn và chúng ta phải tròn chèn vào phía trước của cái mảng đã sắp xếp đó. Nhưng với thuật toán sắp xếp chọn này thì sau bước thứ Y thì chúng ta chắc chắn là cái vị trí từ 0 đến Y của cái mảng này là đã được sắp xếp đúng đắn, đúng vị trí của nó, do chúng ta đã chọn những cái phần tử nhỏ nhất chèn vào phía trước. Chúng ta có thể coi rằng cái thuật toán sắp xếp chọn này cũng giống là sự kết hợp của thuật toán sắp xếp chèn và sắp xếp nổi bọt. Khi mà chúng ta chọn phần tử thứ nhất và chúng ta đổi chỗ cho mọi vào cái vị trí phù hợp nhất với nó. Ok, để mô phỏng thuật toán sắp xếp chọn thì chúng ta chạy như sau, cũng với cái ví dụ cũ. Thì ở vòng lặp đầu tiên thì chúng ta xét với AI bằng 0. Thì với AI bằng 0 thì bên phải của nó chúng ta có thể tìm được cái min là 1 và 1 nhỏ hơn 5, thì chúng ta thực hiện cái đổi chỗ hai cái giá trị này cho nhau, 5 vào 1 và 1 vào vị trí đầu của 5. Ok, tiếp đến vòng lặp thứ 2 chúng ta xét với Y bằng 2. Thì cái giá trị nhỏ nhất của nó tìm được chính là G bằng chính bằng phần tử ngay sau nó, thì chúng ta đổi chỗ 2 và 3 cho nhau. Tiếp đến vòng lặp thứ 3, chúng ta tìm cái phần tử nhỏ nhất ở phía bên phải của Y. Ở đây là 2, sau đó chúng ta đổi chỗ hai phần tử này cho nhau. Thì kết quả chúng ta được là 1227853. Đến vòng lặp thứ 4, 7, chúng ta tìm phần tử nhỏ nhất ở phía bên tay phải. Ở đây là 3, chúng ta đổi chỗ 7 và 3. Ok, tiếp theo là phần tử số 8. Đang chúng ta tìm phần tử nhỏ nhất là 5, chúng ta đổi chỗ 8. Phần tử nhỏ nhất phía bên phải số 8 là 7, chúng ta đổi chỗ. Như vậy là sau 6 vòng lặp thì chúng ta đã được một cái dãy sắp xếp hoàn chỉnh. Rồi, để rõ hơn thì chúng ta đi vào phần code. Ok, chúng ta tạo function tiếp theo là function
selection sort. Ok, đầu tiên chúng ta có một vòng lặp for từ đầu đến cuối mạng. Tại mỗi vòng lặp for thì chúng ta tìm xem cái phân tử nhỏ nhất ở phía bên phải của y. Chúng ta đặt tên là min index, ban đầu chúng ta gắn bằng y. Chúng ta for cho phần tử g chạy về phía bên phải của y, tức là từ y cộng 1 cho đến n. If a g mà nhỏ hơn a min index của chúng ta, công đoạn này chúng ta đi tìm min, thì chúng ta gán lại cái min index này bằng g. Công đoạn này có thể nói rằng chúng ta đi tìm min trong đoạn từ y cộng 1, hay nói chính khác hơn là từ y cho đến n. Và sau vòng lặp for này thì min, nếu như if cái min index này của chúng ta khác y, tức là có một tìm được một phần tử nhỏ hơn y, thì chúng ta bắt đầu đổi chỗ của AI và A min index. Ok, bây giờ chúng ta tiếp tục in cái giá trị của vòng lặp của chúng ta. Chúng ta chạy thử. Ok, với input là 53278712 thì chúng ta vòng lặp đầu tiên của chúng ta thì chúng ta sẽ đưa được số 1 là số nhỏ nhất lên đầu. Với vòng lặp thứ hai thì chúng ta đưa được số 2 là số nhỏ thứ hai lên đầu. Với vòng lặp số 3 thì chúng ta đưa được số 2 là số nhỏ thứ ba lên đầu. Với vòng lặp thứ tư thì chúng ta đưa được số 3 số nhỏ thứ tư trên lên đầu. Với vòng lặp thứ tư thì chúng ta đưa được số 5, số 7 và số 8. Ok, như vậy là chúng ta đã cover được 3 cái thuật toán đơn giản nhất cho phần sắp xếp. Để luyện tập nhiều hơn thì các bạn có thể theo dõi cái Daily Nico Challenge này của mình, cái chuỗi series video series mà mình hàng ngày mình sẽ ra với một video để mà giải một bài tập trên Nico. Các bạn có thể tìm thấy các cái bài tập ở trong cái Daily Nico Challenge này của mình hoặc bằng cách search. Các bạn có thể search trên kênh như sau: sharp hashtag short. Như vậy là nó sẽ ra tất cả các bài tập mà liên quan đến cái phần short này. Hoặc là các bạn có thể short array liên quan đến tất cả các mảng mà các bạn đang tìm hiểu. Ok, bài này của chúng ta kết thúc tại đây. Nếu như các bạn muốn xem nhiều video hơn về cấu trúc dữ liệu và thể thuật và cái cách luyện bài tập trên LeetCode giúp các bạn củng cố lại kiến thức cấu trúc dữ liệu và thể thuật của mình, thì các bạn hãy subscribe và bật thông báo để nhận được những video mới nhất. Các bạn có thể comment hoàn toàn những cái ý kiến để đóng góp để cho video của mình tốt hơn ở phía phần comment phía dưới. Ok, xin chào.